Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Và trong video này thì mình đăng lại một số cái phô mai cát Bình Thuận ha các bạn ha. Một số cái phô mai cát Bình Thuận đã đăng bán hồi tuần rồi. Nhưng mà có lẽ là cái này anh em kinh tế đang yếu hay sao? Bán cái này nó cũng khó lắm mà. Phôi hoành 59. Chiều cao của nó là 68. Cây sạch sẽ, không bọng lũa, đa thân, rễ cũng khá là ok, rễ cũng khá đẹp, cây nhìn rễ cũng đẹp lắm chứ bộ, đâu có xấu đâu. Các bạn xem ha, cây rất là ok. Phôi này thì bữa nay bán các bạn với giá là 1.400.000 ha các bạn ha, 1.400.000, giá bao gồm phí vận chuyển nha, 1.400.000 các bạn. Cây tròn trịa đẹp đẽ 1.400.000. Rồi tiếp theo là một cái phôi hoành 64, hoành khá là to, hoành 64 ba thân, rễ thì cũng khá là nhiều rễ ha, rễ cũng khá nhiều rễ, bài thế bài ha. Có rễ hồi phía sau ha các bạn ha, hoành 64 và chiều cao 55. Phôi này thì bữa nay là để cho các bạn với giá là 1.200.000, bao gồm phí vận chuyển nha, 1.200.000 nữa các bạn. Rẻ quá trời rẻ luôn á. Hoành 64 à, chiều cao là 55. 1.200.000. Bạn nào thích thì chờ đợi mình sale á thì ngày hôm nay là các bạn xe các bạn mua ha. Nói chung là giá quá trời rẻ luôn rồi. Cây nhìn rất là lực các bạn. Rồi tiếp theo mã M5. Có phôi hoành cũng khá là to, hoành 61 và chiều cao là 55. Cây này thì rễ nó hơi yếu các bạn. Rễ nó hơi yếu. Nhưng mà cây rất là to ha. Cây hoành 61 các bạn. 61 to lắm nha các bạn nha. Hoành 61 chiều cao 55. Cây rất là lực lưỡng luôn. Cây lực lưỡng. Phôi này thì ngày hôm nay giao lưu với các bạn với cái giá quá trời rẻ luôn nè. Các bạn thấy là nói vậy đó chứ nó lỗ lỗ vậy chứ không có gì ha. Phôi này ngày hôm nay để lại các bạn chơi với cái giá cực kỳ là mềm. Đó là 800 ngàn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.